Chào anh chị và các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn anh bạn và anh chị về các cái chức năng về in ấn và tìm kiếm thống kê. Thì trước hết là tôi sẽ lấy một cái dữ liệu mà tôi đã làm trước đó để nó có dữ liệu đầy đủ về ngày tháng năm sinh. Tôi sẽ sao lưu cái dữ liệu đó lại rồi tôi sẽ phục hồi sang bên cơ sở dữ liệu mình đang làm. Thì tôi sẽ sao lưu lại cái cơ sở dữ liệu này. Sao lưu lại này. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ phục hồi cái dữ liệu đó nhé. Sao lưu đây. Rồi, bây giờ ta đã có một cái cơ sở dữ liệu như thế này. Chưa? Ta đã có một cái cơ sở dữ liệu như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các chức năng. Hôm trước tôi đã nói với các bạn về cái quản trị về cơ sở dữ liệu họ tộc rồi. Chúng ta nói về cái lịch tháng đi. Cái lịch tháng ở trên này ấy, thì khi mà chương trình ấy, sẽ hiển thị lên cho chúng ta được tất cả những ngày sinh, ngày rỗ. Nếu như chúng ta nhập đúng theo cái quy chuẩn, tức là ngày tháng năm đầy đủ, thì chương trình sẽ có đây. Và khi mà chúng ta in cái lịch này ra chẳng hạn, giả sử ta in cái lịch này ra, chỉ có hai lựa chọn, một là in ra Word, hai là chúng ta in ra HTML. Nếu như vậy ra HTML chẳng hạn, ta xem trên nền của trình duyệt web. Đấy, ta sẽ có cái lịch tháng như thế này. Đấy, ngày dương, ngày âm, tương ứng sẽ là như thế nào. Đó. Bây giờ ta sẽ nói về cái lịch. Ngoài ra chúng ta có chức năng như là in lịch, ngày tháng, ngày sinh. Để cái này chúng ta sẽ in này, tìm ngày sinh trong này. Nó sẽ tính ra được cái, ví dụ như là ta in xuất lịch ngày sinh này. Thì chương trình sẽ in theo là gì, là từng tháng một có bao nhiêu người trong tháng đó, thì cái ngày ngày bao nhiêu của tháng bao nhiêu, thì nó sẽ hiển thị ra được cái thông tin của ngày sinh. Đấy, nếu mà sau khi chúng ta in ngày sinh mà chúng ta làm cũng tương tự như vậy, chúng ta làm ngày giỗ chẳng hạn, thì ngày giỗ thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái phần nữa gọi là cái phần ngày dương lịch tương ứng. Còn nếu mà có một số ngày chương trình không tìm được thì nó cũng không hiển thị đâu. Cho nên là các bạn thông cảm là có một số cái, ví dụ như là cái ngày tháng mình định dạng nó không được chuẩn. Bởi vì cái lịch âm thì tôi làm nó không được tốt lắm, bởi vì cái mã nguồn thì thường thường là được kế thừa. Nên là tôi cũng không xử lý được nhiều. Giả sử như là các bạn làm về ngày giỗ chẳng hạn. Đó. Thì khi các bạn làm về ngày giỗ cũng thế, các bạn có thể hoàn toàn tìm kiếm, ví dụ tôi sẽ tìm kiếm là chỉ tìm kiếm con cháu trai thôi. Không tìm kiếm hết. Đó, xuất lịch ngày giỗ này. Đây là những cái con cháu trong họ mình có thể lựa chọn được, đời cũng thế, phạm vi mình có thể tất cả phạm vi là tôi chỉ in ra đời 1, đời 2 thôi, không in đời 3, đời 4, thì chúng ta hoàn toàn lựa chọn cái phạm vi ở đây để chúng ta có thể làm việc. Đấy, chúng ta sẽ tìm được là gì, lịch giỗ của năm nay ngày giỗ bao nhiêu, ứng với nó là ngày dương thì sẽ là ngày bao nhiêu. Đấy, ví dụ như là trường hợp này nó không tìm ra được này, thì cái này thì chúng ta phải tìm ngày tương ứng gần gần chúng ta đưa vào thôi, chủ ngày chương trình nó không quy đổi được, còn những ngày này chương trình có thể quy đổi được bình thường. Đấy. Thì đó là về cái quản lý lịch. Còn bây giờ giả sử chúng ta sẽ làm chức năng về in ấn nhé. Giả sử như là chúng ta sẽ làm chức năng in ấn này, thì đây ấy, chúng ta có cái thứ nhất là cái chức năng in về in hồ sơ. Thì in hồ sơ đấy, chúng ta có thể lựa chọn một là chúng in ra Word, hai là chúng in ra web. Thì giả sử ta chọn là in ra Word này, và chúng ta sẽ lựa chọn một cái phần là xóa ngày mất hay không. Ví dụ như là chúng ta bỏ cái này không tích chẳng hạn. Thì chương trình sẽ in đầy đủ các thông tin. In đầy đủ các thông tin. Còn đối với một số cái trường hợp mà chúng ta không có thông tin mà chúng ta tích với cái ô kia thì nó sẽ xóa đi. Thì giả sử như là khi mà chúng ta lựa chọn chúng ta in hồ sơ, xóa các ngày mất này. Đó. Thì cái chương trình nó sẽ tự động xóa bỏ những cái phần thông tin mà không có,
Đấy, ví dụ là người này chưa mất thì chương trình sẽ xóa bỏ những thông tin đi, chỉ để những thông tin nào có thôi. Đấy là trường hợp mà chúng ta chữa bằng in hồ sơ. Thế nào? Thì giả sử như là một cái phần nữa là chúng ta có thể làm về gì ạ? In phạt ký. In phạt ký. Thì chỗ này chúng ta có thể lựa chọn ví dụ như là in chỉ in con trai này, hay là không in nhánh con gái này, không in nhánh con gái chẳng hạn. Tức là chỉ in đến con gái, còn con gái sẽ không in ra nhé. Các bạn có thể một lựa chọn là khi các bạn in hồ sơ, một là chúng ta có thể in toàn bộ cả con trai, con gái, cháu ngoại, cháu nội. Hai là chúng ta chỉ in phần nội và in đến tên con gái. Còn nếu như mà chúng ta lựa chọn ở đây là chỉ in con trai thì có nghĩa là con gái nó cũng sẽ không in. Giả sử người ta không in nhánh con gái chẳng hạn. Kèm hình ảnh. Không hình ảnh này. Đó. Trình sẽ in ra một cái và hệ như thế này. Đấy. Sẽ chỉ in đến con gái chứ không in con của con gái đâu nhé. Bạn lưu ý thôi là như thế. Đấy. Hay là ví dụ là in và ký tóm tắt thì những cái in ấn này thì các bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện. Tôi sẽ làm lại cái phần hôm trước tôi có trên video đầu tiên về cái hướng dẫn cài đặt tôi đã làm về cái xuất phá đồ rồi thì có lẽ tôi sẽ không nói lại cái phần phần này nữa và tôi sẽ chỉ nói về cái phần thống kê. Thống kê thì trong cái phần thống kê này ấy, nó có một cái phần là ví dụ là thống kê theo thông tin, tức là các bạn hoàn toàn có thể nhập các thông tin, ví dụ mình tìm ví dụ là người sinh năm 1981 chẳng hạn thì chương trình sẽ tìm ra tất cả những người sinh năm 1981 đấy và chúng ta có thể in cái danh sách này, người ta xuất cái danh sách này tại Excel chẳng hạn. Đấy, danh sách chương trình in là một danh sách thế này đấy. Hai nữa là chúng ta thống kê theo cái thành viên theo ngày tháng năm sinh. Thì đây ấy, chúng ta có những cái tùy chọn, ví dụ là chúng ta chọn đời, chỉ tìm nam hay nữ, hiện có vợ chồng hay không, tính cả vợ chồng đã ly hôn, tức là đối với một số trường hợp mà chúng ta đã ly hôn, nếu tôi tích vào đây thì cái người ly hôn rồi chúng ta vẫn tính, còn nếu mà ta tích bỏ đây thì những người vợ hay người chồng mà chúng ta đã ly hôn chúng ta sẽ không tính nữa. Đấy, ví dụ như là chúng ta tìm theo ngày sinh là từ năm 1970 đến năm 1990 chẳng hạn. Thống kê này. Đấy, đây là những người sinh năm từ 1970 đến 1990 này. Đấy. Hai nữa là chúng ta có thể lựa chọn theo âm lịch, ví dụ như là chúng ta tìm tất cả những người canh này. Đấy, những người canh, tức là đôi cuối cùng của chúng ta là số 0 thì đều là canh. Đấy, hay là ví dụ như là chúng ta tìm những người khác, ví dụ như là những người tuổi Tuất chẳng hạn. À, thì tìm tất cả những người này đều là tuổi Tuất này. Đấy. Đó là cách thứ hai là tìm độ tuổi, thế tôi tìm từ 25 đến 35 chẳng hạn. Đấy, thì đây là sẽ tìm được những người 25 đến 35. Đó. Ví dụ như là 25 đến 35 mà mình chọn là những người vẫn còn sống thôi chứ không tìm người đã mất chẳng hạn. Đây là những người mà đã mất, còn tìm những người đã mất không thôi. Thì chương trình thống kê ra đây có những người đã mất này. Đấy. Thì khi mà chúng ta làm ở trên này chúng ta có thể tùy chọn cái cách để chúng ta tìm kiếm, đấy là tìm theo thời gian ngày, chứ không bên tìm kiếm theo tình trạng còn mất chẳng hạn. Xem là gì? Ví dụ như là những người còn sống này, những người đã mất này, mất từ năm bao nhiêu này. Đấy. Hai nữa là giả sử như là tiêu chí thường gặp, tiêu chí thường gặp thì chúng ta gặp những tiêu chí như là những người đã lập gia đình này. À, đây là những người có gia đình này, những người là con thứ nhất này, à, những người là con thứ hai này. Những người con thứ hai mà còn sống chẳng hạn, à, gì nữa đấy. À, đấy là những người còn thứ hai đấy, thì chúng ta có để ra thống kê cho tìm được cái này thì cái thống kê ấy, có một cái rất là hay là thống kê có biểu đồ thì các bạn làm ra các biểu đồ này thì nó sẽ trực quan hơn. Ví dụ là chỗ này chúng ta sẽ được thiết lập chung nhé, là chúng ta tìm đời này, chọn thành viên là con đầy đủ con cháu nội ngoại hay là chỉ con trai hay chỉ con gái, giới tính, tìm theo gia đình là những người đã lập gia đình chưa hay là gì, có tình trạng sống còn đã còn hay còn, chúng ta chọn tất cả nhé. Đầu tiên là ta sẽ thống kê theo giới tính này. Đó, chương trình sẽ thống kê chúng ta gồm có con trai, con gái, con dâu, con rể, đây là biểu đồ, còn chi tiết nó sẽ nằm ở bên dưới. Đó, chi tiết nó sẽ nằm ở đây, nếu các bạn thu nhỏ này lại các bạn refresh cái này thì cái biểu đồ chúng ta sẽ thu nhỏ lại không được. Đấy. Đấy là từ dưới tình trạng sống chẳng hạn.
Đã mất là 12% còn sống. Đây là chi tiết ở bên dưới. Đấy. Hai nữa là chúng ta tìm kiếm, ví dụ như là chúng ta tìm từ những người, ví dụ như là những người mà sinh năm này và có phân chia được giới tính. Thì chúng ta xin đến 1990 đi. Thống kê. Đấy, thì chương trình sẽ thống kê chúng ta là ví dụ là gì? Con trai sinh có bao nhiêu người, con gái sinh có bao nhiêu người, con dâu sinh có bao nhiêu người, con rể có bao nhiêu người. Đây là tìm được ngày sinh, còn giả sử tìm được cả người mất nữa. À, thì nó sẽ chưa là đây những người sinh, những người mất, nó sẽ có đầy đủ các thông tin này, và đây là cái chi tiết bên dưới. À, chương trình để thống kê là có bao nhiêu, các tiêu chí thống kê của mình, giới tính là đầy đủ này, tình trạng này, gia đình này, hôn nhân này, không tính vợ chồng đã ly hôn này. Đấy. Hai nữa là dữ liệu thống kê theo năm sinh. À, đây là những người sinh năm 1982, nó sẽ liệt kê hết ra đây. À, những người năm mất. Đấy. Còn đây là độ tuổi này. Độ tuổi thì các bạn lưu ý là một là chúng ta có thể tính từ bao nhiêu tuổi, ví dụ như là từ 20 đến 40 chẳng hạn. Thống kê theo độ tuổi nhập này. Thì có thể là đây những cái thống kê này. Đấy, thống kê độ tuổi từ 20 đến 40 thì gồm có những bao nhiêu người con trai, bao nhiêu người con gái, dâu con rể. Đấy. Hai nữa là chúng ta thống kê cho cái từ khoảng không thời gian này. Về là xanh này. Thế ở chỗ này ấy, chúng ta lựa chọn thế này là nó thống kê đầy đủ. Đấy. Đấy. Phân chia giới tính, mình không phân chia giới tính nhá, mình sẽ gộp chung. Đấy, thì mình sẽ gộp lại thế này. Đấy. Từ khoảng này đến khoảng này. Rồi. Hay là ví dụ như là theo cái học vấn hay nghề nghiệp chẳng hạn, ví dụ là học vấn chẳng hạn, thì mình có thể thống kê khoảng chi tiết học vấn này là đầy đủ. Đấy. Hai nữa là ví dụ như là mình lựa chọn một cái cụ thể nào đấy để mình thống kê, thì mình nhắm là chi tiết. Giả sử như thế à, thì là đấy là cái phần thống kê theo biểu đồ, thì nó cũng tương đương như cái chức năng mà các bạn nhìn thấy là cái chức năng ở bên cái chỗ in ra phả mà chúng ta in ra phả ra cây ấy. Đấy, ví dụ như là chúng ta in ra cây này, nó có dạng cây, ví dụ như là chúng ta lựa chọn in ra phả này, thì chúng ta có những cái dạng ra phả, ví dụ như là hôm trước là chúng ta làm về ra phả dạng cây rồi, đang làm về cây mitchi đi. Thì cây mitchi này nó sẽ hiển thị ra. Chỉ hiển thị ra đây. Các vị trí sẽ xem được các cái đời như thế này. Hai là giả sử cây ra phả ngang. Ra phả ngang là ra phả ngang. Nếu mà chúng ta có hai loại, một cây là ra phả ngang theo điểm và ra phả ngang theo hộp. Giả sử như là theo điểm nhé. Thì chúng ta có thể lựa chọn cái độ rộng này. Cây ngang này. Đây, đây là cây ngang của chúng ta này. Thế còn nếu mà giả sử như một cây dọc, boss chẳng hạn, cây dọc nó là thế này. Boss thì nó sẽ là đưa cái họ tên vào trong hộp, hộp vuông. Đấy. Còn bình thường nó sẽ là điểm thôi. Đấy, thu nhỏ này. Phóng to thu nhỏ. Đấy, hai là ví dụ vòng tròn. Hai đây cây dọc phải tròn. Thu cây này lại. Còn sơ đồ chẳng hạn, sơ đồ đấy các bạn lưu ý với tôi là sơ đồ này nó chỉ lưu chỉ hiển thị tối đa được hơn 200 hồ sơ nhé, nếu quá 200 nó sẽ không hiển thị được, bởi vì chúng ta làm cái này nó là theo cái mã nguồn miễn phí cho nên là nó bị hạn chế, không đủ được. Còn ví dụ như là các bạn xuất vừa rồi ấy, các bạn mà xuất cái vừa rồi nhé, mà các bạn xuất cái export ảnh này ra này, các bạn xuất ảnh này ra này. Đấy, thì khi các bạn xuất cây này ra thì cái chương trình của mình ấy, nó sẽ có cả hình ảnh đi kèm luôn. Đấy, nó sẽ có hình ảnh đi kèm đây này. Xem nào, đó là về cái chức năng tìm kiếm, in ấn và thống kê chúng ta. Xin cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.